cả nhà đã đến với kênh của cô Mai. Hôm nay thì mình làm món gà bó xôi, nhưng ở đây không phải nguyên con gà mà là những cái đùi gà nha cả nhà. Thì nếp 1 ký gà, 1 ký gà thì mình làm 700 g nếp, mình đã ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ, tại vì mình sẽ sôi trong cái sảnh chứ không có nấu cơm, không có nấu trong nồi cơm điện. Mình thử mình phải ngâm cho lâu một chút. Bây giờ mình đang ngâm nè cả nhà. 700 g nếp. Đùi gà, cái lõi gà này nè thì mình ngâm với giấm nè. Ngâm với giấm thì mình để muối thêm. Mình cạo rửa. Mình cạo rửa nè. Trước khi ướp đó thì mình phải hứa gì nè, đừng cho nó thấm nha cả nhà. Mình cắt cái thịt ra gì đừng cho. Ướp gà thì mình lấy cái ngũ vị hương con nai nè, mình cho nửa muỗng cà phê. Một muỗng bột ngọt. Ở đây thì mình xài không xài đường, bởi vì mình chiên. Chiên nó sẵn nó khét. Một muỗng bột nêm. Với dầu hào, dầu hào Maggi. Dầu hào Maggi mình cho 2 muỗng. Ướp vào khoảng bao lâu em? Mình để 30 phút. Để 30 phút rồi cho nó thấm. Xong mình đem đi chiên. Ủa dưa hương thơm quá ha. Dạ. Bây giờ mình xay nát cái bột xù. Thì mình đã ngâm được 3 tiếng rồi đó cả nhà. Rồi xong rồi mình không có nêm nếm gì hết á. Tại vì hồi mình còn để nước dừa nữa. Nước dừa thì mình rưới lên cho có độ béo. Và muối, và không có để đường, chút bột nêm. Mình sẽ để trong nước dừa mình rưới lên lép đó. Tại vì mình sôi trong cái sửng hấp nè, thành thử là mình phải ngâm 3 tiếng đồng hồ cho cái nếp nó mềm. Khi đó mình làm, mình gói nó, cái đùi gà nó sẽ dẻo. Mình cho một chút muối vô nước dừa với bột nêm. Đó nó mới hòa lại, là mình dưới lên cái nếp nha. Cái nếp thì mình sôi lưng chừng đó. Mình dưới lên chứ không phải đợi chín. Vậy nó nước cốt dừa nó mới thấm vô trong cái nếp đó cả nhà. Xong rồi gần chín thì mình dưới cái cốt. Cốt đầu của nó luôn. Mình cũng được chiên mấy cái đùi đó cả nhà. Chả
Đưa gà đã vàng rồi, gấp ra dĩa cho nó rút dầu xuống bớt. Cái gì nhỏ nhỏ mà về kia nó bự á, vàng lên á rồi hấp dẫn mất cả nhà ơi. Rồi bắt đầu mình cuốn nếp vô cái đùi gà đó cả nhà. Đã, mình phải ém nó xuống cho nó bằng. Đó, mình cuốn cho nó không có dính vào tay mà cũng không có dính cái đùi nó đẹp nữa. Xong, uống xong. Dừng cái phần này một chút. Đây, mình đã uống được cái thứ tư rồi đó. Đó. Rồi, bây giờ mình... Mình chiên, nếu mà mình để cái nếp không thì... khi mà nó nguội nó sẽ cứng. Bây giờ mình phải để thêm cái bột xù. Bột xù hồi nãy mình xay nhuyễn đó. Chứ còn nếu mà mình không để bột xù thì cái nếp nó sẽ cứng. Để nguội nó cứng cũng rất ngon. Này nó giòn phao đó cả nhà. Chở qua trở lại đều để mà nó dàn đều. Để dọc để xôi gì mà để mà cho nó vừa cái chảo. Chảo này chỉ vừa bốn cái đùi thôi. Đó mình nhớ lắc. Lắc đều cái đùi nó mới là vàng đều nha cả nhà. Chiên nó vàng rồi. Wow. Thơm quá. Đói bụng rồi đó cả nhà ơi. Mình phải để trong cái nồi chiên không dầu để cho nó ra bớt dầu nha cả nhà. Mình cũng để cái nhiệt độ 180 và mình để 8 phút thôi. Chào. Bữa nay là cái ngày Mother Day.
là bây giờ tôi đại diện cho hai đứa nhỏ, chúc bà xã một ngày tốt lành. Bây giờ mình mời cả nhà thử ăn thử cái món này. Cái món này là đùi gà bó cơm nếp. Thì cái này là món hợp tác giữa hai vợ chồng, người làm người bó, coi như là cái món này là ăn là rất là ý nghĩa, cùng một ngày đó nữa, cùng ngày cái ngày ý nghĩa nữa. Bây giờ mình mổ nó ra thử nha. Đây, mời cả nhà. Ngon quá. Cả nhà mình thấy không? Đó, cái đùi gà nằm trong, thay vì làm gà bó xôi thì mình làm đùi gà bó xôi. Đây nguyên con gà, bây giờ mình làm cái đùi ăn cho nó gọn. Lấy những cái dĩa này xuống. Cái phần xôi bó phía ngoài nè cả nhà. Chia ăn ăn Làm cùng làm, ăn thì chia hai ra mỗi một cái đùi. Đây, xin mời cả xin nhà mời cả nha. nhà nghe. Bây giờ ta học luôn ăn cho nó ra. Thơm quá. Cái nếp nó giữ nó thật là. Món đùi gà bó xôi này mình cũng thích lắm. Mình nó để bữa nào mình làm mà thiệt mình cũng làm thành công. Ngon, ngon quá. Cũng làm thành công. Cái thịt đó mình bớt trong đủ gia vị á, nó thơm. Mình chiên xong mình còn phải để vô cái nồi chiên không dầu để cho nó hút bớt cái dầu ra đó cả nhà. Cầm cái nếp lên nó không có bị động cái dầu mà nó ngán. Ăn như con cháy chứ ngon. Bởi mình thì không có, chỉ được mấy đứa con thì nó nhớ tới mình nó chút. Nghe là bà ngoại cũng không có mà bà ngoại cũng không có, bởi vì cũng hơi buồn. Rồi mấy đứa nhỏ thì cũng biết nghĩ tới cha mẹ, biết nghĩ tới mẹ. Nó nói ba phải làm cái gì đó để cho mẹ một ngày vui. Bây giờ thì mình tạm chia tay nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nghe. Dạ. Chào.